Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong The Mashup by Nguyễn Minh Cường. Chương trình được phát sóng định kỳ mỗi tháng trên kênh YouTube chính thức của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Khách mời ngày hôm nay đó chính là những nghệ sĩ vô cùng tài năng. Và đó là ai thì xin mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng gửi lời chào và gặp gỡ họ. Đầu tiên xin giới thiệu nữ ca sĩ Ái Phương. Tiếp theo đó chính là Ali Hoàng Dương. Vâng, những vị khách mời ngày hôm nay thì đều là những người bạn và những người em rất là thân thiết và có thời gian gắn bó lâu năm với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi thăm ngay, đó chính là chị Phương và Ali Hoàng Dương sẽ có những chia sẻ và những cái lời bày tỏ như thế nào với người anh của mình, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ạ? Thật ra thì Phương cảm thấy là rất là vui khi mà mỗi lần có dịp hợp tác với lại anh Nguyễn Minh Cường. Cái lúc đầu khi mà chưa nói chuyện với ảnh thì Phương nghĩ là chắc đời sống tinh thần ảnh khổ lắm. Tại vì ảnh với nhạc khổ không à, nhạc buồn nữa. Thì không biết là gia đình ảnh có đối xử với ảnh như thế nào, mới có ổn không. Thì không biết là MC thì sẽ nghĩ gì về chuyện này à? Có cái giai thoại là ảnh bị vợ đối xử tệ lắm, cho nên là ảnh luôn viết những cái bài hát rất là đau khổ á. Thì không biết là có thật như vậy không. Cái điều này thì đã từng được đề cập đến trong một cái chương trình mà có cả Ali Hoàng Dương là khách mời luôn, để em đã giải thích rồi là cũng nhờ có cái sự mà gọi là thực ra thì ngược đãi hay không thì em cũng không biết nữa, nhưng mà là cũng vì nhờ có cái sự kết hợp với một người vợ đặc biệt nên là khán giả mới có những cái bản hit để nghe, đúng không ạ? Nhưng mà cho chị hỏi là bây giờ thì tinh thần của ảnh ổn không? Em nghĩ chắc là ổn. Chắc là ổn thôi, vợ nói như vậy thì biết như vậy. Mọi người cảm thấy có ổn không ạ? Em thì em thấy ngày ảnh càng phát tướng thì chắc cũng là cũng hạnh phát phúc dạ. Ăn uống cũng điều độ đấy, chứ không có đến mức đâu, không đến mức cũng khó khăn cũng lắm. Cũng được cho ăn. Dạ, hôm nay thì cũng mùng 5 Tết đấy mọi người. À, mà còn hả? Là ngày lễ tình nhân nữa đấy. Nên là mình gửi những cái lời mà yêu thương sâu sắc chúc cho gia đình ăn khang thịnh vượng. Anh đòi giúp em được không ạ? Như vậy đi, thôi thì bây giờ đối với khán giả thì Ái Phương và Ali xin chúc cho khán giả sẽ luôn dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều may mắn và như ý trong cuộc sống năm mới của mình. Tất cả những điều mong ước thì sẽ đạt được trong năm nay. Riêng anh Nguyễn Minh Cường thì em mong là anh giữ vững phong độ vẫn buồn khổ như thế để em biết được nhiều bài hay hơn. Chắc là có lẽ chuyện này thì phải tâm sự nhờ vào vợ. Hãy cứ tiếp tục nha. Thế còn em ạ? Em xin chúc cả nhà tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặt hái được nhiều những thành tựu trong năm nay. Vậy thì nhân ngày đầu năm mới và nhắc đến những cái khoảng thời gian mà chúng ta đang dành cho gia đình này, rồi có những cái ngày nghỉ trong những ngày Tết như vậy, thì không biết là đối với chị Ái Phương và Ali thì mọi người có những cái thói quen như thế nào mà vẫn thường xuyên thực hiện vào những ngày Tết hàng năm? Đối với Phương thì Tết á, là Phương sẽ có những cái giai đoạn rất là nhiều cái sự chuyển đổi nha. Thì thật ra thì có một cái giai đoạn là cũng khá là buồn, bởi vì là mẹ Phương là mất ở trong Tết, cho nên có những cái giai đoạn là Tết thì nó không có được vui. Nhưng mà sau này khi mà nhiều năm qua đi ấy, thì nó lại trở thành một cái kỷ niệm làm cho Tết ý nghĩa hơn. Đó là nghĩ về người thân, là ấm cúng hơn. Rồi thí dụ như là trong năm ấy, thì mình cũng hơi bận rộn, mình cũng hơi không có thời gian để chăm chút cho cái ngôi nhà của mình. Thì Tết Phương sẽ dành thời gian để chăm chút trang trí lại nhà, và đặc biệt là Phương nấu những bữa cơm Tết, những cái bữa cơm mà ngày xưa mà mẹ nấu cho mình thì bây giờ Phương làm lại được hết. Và tự nhiên khi mà mình tự tay làm như vậy, mình chăm lo cho những người thân ở cùng với mình, thì Phương thấy ấm cúng, và Phương cũng cảm thấy là thì ra cái cảm giác mà được chăm chút một cái gì đó và có những người thân ăn món ăn mình nấu, quay quần với mình trong cái không gian gia đình như vậy thì nó vui đến nhường nào. Thì Phương đang từ từ, Phương chỉ nghĩ là mình mới đi trên cái đoạn đường đó thôi, từ từ tập enjoy, tận hưởng cái cảm giác của Tết rất là ý nghĩa. Dạ,
Thì chắc là năm mới là chúc chị Phương mau chóng sẽ có một gia đình để À, chị được nấu nhiều món hơn đúng không ạ? Nghe nó có hợp lý không ạ? Thì thôi cứ chúc thế chị ạ. Vâng. Áp lực quá. Quay trở về với đây, một anh chàng được biết là trong năm thì rất là hay được mẹ nấu ăn ngon cho mỗi ngày đúng Dạ không? đúng rồi. Vậy thì vào những cái ngày Tết thì theo như trí nhớ của Thu là thường Ali sẽ có rất là nhiều những khoảng thời gian vui vẻ với đại gia đình của mình luôn. Dạ đúng. Tại vì trước Tết em thường dành thời gian để em quay về quê để cùng nói chung hồi tưởng và sống lại những cái ngày mà mình thơ ấu từ nhỏ cho đến lớn mình đã sống sinh sống ở đó rồi, cho nên là em rất là mong muốn được mỗi năm một lần để quay trở về và cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó. Và nhà em được một cái là rất là vui, mọi người rất là bày trò quậy phá trong cái dịp Tết, và đó là một trong những cái dịp đặc biệt mà em cảm thấy là năm nào em cũng muốn quay về hết. Và riêng em thì em thấy là Tết hơi thiếu cho em, nói chung là còn mắc nợ em một người yêu thôi, để em có thể về đem về ra mắt người nhà. Mà em không hiểu sao thường là em cũng cởi mở lắm, mà đến bây giờ bao nhiêu năm làm nghề tới giờ cũng chưa có một ngày Valentine nào, hoặc là một ngày yêu đương nào trọn vẹn, hoặc là một dịp lễ nào mà có người yêu. Thế hả? Dạ Hay là nên Tết năm nay cũng vậy luôn. tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn hả? Tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn về người yêu của em thật ra cũng không có gì quá khó khăn đâu, nó Một cũng cái điều cơ bản nhất sẽ là cái gì? em nghĩ là đồng điệu. Đồng điệu, ok. Dạ Đồng đồng điệu điệu trong gì? trong 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 cuộc sống. trong Đồng điệu trong có nhiều kiểu trong đồng nhiều điệu lắm quá. á. Trong 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 nhiều. Trong trong là có ba cái trong lận. Đúng rồi Mà đó. trong ba cái Đúng thôi đó. là cũng đã nhiều rồi. Dạ Đồng đó. điệu một thôi là đã khó rồi. Tiêu Ấy chuẩn khó hơn thật chị nhiều hả? quá. Tiêu chuẩn của chị là biết đi thôi mà còn chưa tìm ra đó Ôi em ơi. Nên bây giờ tiêu chuẩn mà đồng ôi chị điệu thì hạ tôi đến bỏ mức đi. thế rồi hả? Chị Trời hạ đến mức ơi. như thế rồi hả? Bây giờ còn gì nữa đâu mà hạ Ui mà. Bây giờ trời chỉ cần ơi. là cơ bản là còn thêm một cái nữa là trời mưa biết trú mưa là được rồi. Hợp lý mà đúng không? Ali bắt đầu Em nó loáng suy cái nghĩ người này nha, đang ngừng loáng, lại em 3 loáng giây. đi. Suy nghĩ về chuyện này hợp lý đúng không? Suy nghĩ về chuyện đó đi. Mai mốt là đặt thêm tiêu chuẩn nên đi quan trọng lắm. Trời mưa biết trú mưa. Đúng rồi, thấy trời mưa biết chạy vô là được. Dạ khán giả có ai hiểu comment ở phía dưới ạ. Còn Em bây chưa giờ loát được. dạ, còn bây giờ thì mau chóng đến với một cái phần rất là quan trọng. Và gần như là tất cả nghệ sĩ nào khi có mặt và đến với chương trình cũng sẽ trải qua thử thách ấy hết. Nhưng mà vì Ái Phương và Ali là thân quá rồi nên là thử thách gấp đôi. Ủa? coi như lì xì đầu năm đấy. Ủa? Thay Ôi vì dạ. là các ca sĩ chỉ phải trải qua một mini game Ờ thôi thì ờ chúng ta sẽ có hai mini game được không ạ? Mình là cái số là được đặc biệt đó chị. Đi Special chị đi Phương. về được không? Đó. Đi. Trên tay Thu hiện tại đang là một chiếc hộp. Trong đây sẽ đựng những tờ giấy. Mỗi tờ Dạ. giấy sẽ in những từ khóa. Và các nghệ sĩ của chúng ta khi bốc những từ khóa này sẽ phải Thì giấu lựa đi. Phải thuyết chọn. trình hả chị? Em là phải gì? Phải sao? Cũng được, hay là bây giờ hôm nay Mình làm thơ mình làm thơ mình thuyết trình thêm được không ạ? không, đó là chương đấy trình là khác đấy là đó. đấy là thử thách gấp đôi gấp ba luôn rồi đó. Ê mình dại quá, mình im lặng đi. Thôi 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 mình im đi chị. Mình im đi, Rằng mình thì im quá. là mỗi từ khóa sẽ liên quan đến những ca khúc mà chúng ta chuẩn bị mashup, Dạ và tất nhiên là em có thích sự dài thường là mấy cái thì đó để em cứ là bóc vào nhá. thôi Em bóc dạ đây cho chị em cả. Chị chị không thích thích ngắn đâu. đúng không? Để em tính Dạ, nhiều. dài quá không nhau. À dạ ok. Bây giờ quan trọng là chọn cái chất lượng nó, còn cái chuyện nó dài ngắn không quan trọng nha. Càng dài là càng nghiệp đó nha. Và cái thời Ôi. lượng của mỗi bài ấy, là phụ thuộc vào anh Cường và ban nhạc không màu, nên là mọi người sẽ làm việc sau ít phút nữa. Còn bây giờ thì đi vào việc chính là hãy bốc thăm đi ạ. Dạ. Trời ơi, bốc cái dài Em trước bóc cái dài cho chị. Cái dài. Thường là chị đó. nhiều khi có khi nào bài ngắn nhưng mà đánh lại ba lần cái nó dài gấp nha. Hên xui lắm ạ. Rồi chị Rồi. em mình cùng coi hả? Rồi ạ, còn Chị là cái gì chị đã có quá. từ khóa gì ạ? Ồ. Tình Tình nhân Oh. Chậm đó. vía chậm vía nha. Chúc mừng chị Phương. Đấy, ngày hôm nay Em là ạ. ngày 14 tháng 2 mà lại bốc từ khóa tình nhân. Oh my Tuyệt god. vời tuyệt vời. Tuyệt Tuyệt vời, vời tuyệt không? vời, tuyệt Tuyệt vời vời. thiệt. Trúng Cái này trúng là mánh gọi rồi, trúng mánh rồi. là Trúng mánh chưa? Ủa là chương trình này có ship người yêu tới luôn hả? thì không Có mình phát người yêu hả? mình Có cứ phát mini tình game nhân? xong đi biết đâu. Cái này là Dạ. bốc quà đúng không?
Dạ, Cái này là bốc quà mà đâu phải bốc ship một anh chủ sinh chủ nhật. đề đâu đúng không? Chị chọn bất kỳ anh nào ở đây cũng được. Em thấy Hôm anh nay quay đoàn mình được cái phim nhiều. ok á, Quay phim nhìn em em. vậy ông gì hả, kỳ vậy. Gì mình đổi đi. Rồi thế bây giờ bạn này nào? Còn em là trưởng thành, em tưởng Trưởng dài cái thành. gì, tự nhiên dài bắt trưởng thành. Thì là quá trưởng trưởng thành thành dài dài quá đất luôn. Gì quá nữa? dài luôn á. Ủa? Ok, nói về trưởng thành thì em không biết bây giờ em có đã trưởng thành chưa nữa, nhưng mà em nghĩ là chắc mỗi mỗi năm đến thì em lại cảm nhận ra nhiều niềm vui nỗi buồn và nhìn nhận về bên trong của mình nó nhiều hơn một chút. Thế chắc là em trưởng thành rồi đó. Dạ, nói chung là cũng dám nhận, nhưng mà em nghĩ là mỗi năm mình cảm thấy Mình già đi em đã né từ đó rồi, chị nói từ đó là đó. chị Chị cũng xin bị lỗi. ấy á. Dạ. Và bây giờ mọi người có thể dự đoán xem là với những từ khóa này thì những ca khúc mà mình sắp thể hiện có thể là mang cái màu sắc âm nhạc như thế nào, và sẽ là những ca khúc nào có thể thể hiện được những cái chủ đề như vậy. À, Phương nghĩ là Phương xét về tình yêu là chắc rồi đó. Dạ. Nhưng mà tình nhân thì nó cũng khá là rộng. Ngày Có tình bài nhân nào khác mà với tình có nhân. tên tựa là tình nhân Tình không nhỉ? nhân Tình nhân ơi, ơi của tình nhân Châu Đăng ơi gì Khoa đó. nè. Nhưng mà mình cũng không biết được. Tại Dạ. vì vì tình nhân thì cũng có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc trong đấy. Thôi ship cho một tình nhân đi rồi tính như tính, chứ bây Dạ, giờ hát ai hát mà biết xong đi, được. biết đâu tự nhiên anh người yêu xuất hiện. Ok, hợp Rồi lý. còn Ali thì sao? Dạ, trưởng thành thì chắc là có càng trưởng thành càng cô đơn. Đau để trưởng Đó là thành. Trấn Phút cuối hay là gì đó. Thành. Kiểu nó trưởng thành thì nó phải Nó có nói chạy, về có thời những cái bài gian. hát mà cần trải nghiệm cuộc sống để mà hát, nó Dạ nghe nó đúng rồi, sâu sắc phải hơn. em nghĩ chắc là Nhiều khi bài em học hát của bolero em năm hả? nay là trưởng thành. Dạ. Bây giờ còn một cái từ khóa cuối cùng ở trong cái hộp này, thì đây chính là câu trả lời cho cái mini game thứ hai, cái thử thách gấp đôi của hai khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Đó chính là họ sẽ phải cùng nhau kết hợp song ca một ca khúc nào À là đấy. mấy khách mời khác không có kết hợp. Thì đã bảo là hôm nay đặc biệt, khách mời đặc Oh. biệt, chương trình đặc biệt Là chị em mà. mình à, chắc là có phần ương giống nhau trong tên đó. Ali Hoàng Dương Ái Phương. Ôi trời ơi, sao em bóc vô cái gì là nó trưởng thành với xin lỗi không à. Xin lỗi. Dạ. Xin lỗi Có nghĩa cơn là mơ vừa qua. xin lỗi đôi vừa xa lạ. Đó, Có đồng nghĩa điệu là quá, đồng điệu quá rồi. Thôi bây giờ là chúng ta sẽ cùng gặp nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ban nhạc Không Màu ngay bây giờ, để Ali Hoàng Dương cùng với chị Ái Phương sẽ lựa chọn những ca khúc mashup lại với nhau, mang lại những cái làn gió mới dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Đây, cái chủ đề của em là gì nào? Trưởng thành. Dạ. Đúng rồi đó, đúng với con người em. Anh thấy em dần dần trưởng thành rồi đó. Già đó Không, mình trưởng thành đó là mình có một sự chín chắn ở trong suy nghĩ, trong cái cách thể hiện, trong cái cách xử lý. Anh thấy những cái bài hát dạo gần đây của Ali có những cái sự gọi là tiết chế lại, và những cái sự tiết chế đó nó rất là dễ lọt vào cái cảm xúc và trái tim của khán giả. Thì anh nghĩ đó là một trong những cái nét trưởng thành mà Ali đã tự nhận thức được cho bản thân mình. Chúc mừng Ali. Hồi xưa chắc là hơi sồn sồn, bây giờ kìm lại, mình kìm hãm lại. Thì một phần là mình cũng càng ngày càng lớn tuổi đó Ok. rồi à, chủ đề trưởng thành đúng không? Chủ đề trưởng thành. À đây, em sẽ có ba ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Ồ. Có đoán được không? Đau để trưởng thành Chắc là chắc chắn chắn, rồi, chắc chắc chắn chắn rồi đó. rồi. Còn lại thì là những bài nào anh? Yêu là tha thu. Tình yêu như món Dạ dạ quà. biết biết biết. Và em không sai, chúng ta sai. Ok. À, ba ca khúc này anh đã xin phép Nguyễn Phúc Thiện để được sử dụng ở trong The Mashup. À, bây giờ cái khó là làm sao để ba ca khúc này nó tạo thành một cái màn trình diễn nó thật là độc đáo dành tặng cho khán giả. Cái này nhờ anh. Đây, anh có sẵn. Cái này nhờ anh nha. Ok. Người con gái cô đơn lắm đây, tại sao không níu lấy để mất đi một người chỉ vì vô Chuyển bài. tâm. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta vội muốn cách xa. Thì nó chỉ có một cái chỗ chuyển từ em không sai chúng ta sai qua lại cái bài
Đau Để Trưởng Thành. Thì mình thử cái đoạn đó nha. Ok. Điều sau cuối, điều sau cuối anh làm, đêm hãy mang đi của coi nỗi buồn lại để anh mang. Đổi bài. Có những điều mà anh muốn nói, không kịp đâu đã qua muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ, lại là ước mơ bao người. Cường cũng quan sát Ali ngay từ cái thời điểm mà cậu này còn chưa chính thức trở thành quán quân của giọng hát Việt nữa. Và trong suốt khoảng thời gian hai anh em gắn bó với nhau, thì Cường cảm giác rằng ngay tại thời điểm hiện tại, Ali đã có những cái sự chín chắn hơn trong suy nghĩ, cũng như là trong cái cách thể hiện những cái ca khúc của mình. Chủ đề Trưởng Thành này sẽ là những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Nó sẽ hoàn toàn phù hợp với một Ali ở phiên bản đang trưởng thành dần hơn trong giọng hát cũng như là trong cái tính cách của mình. Yêu ai mà chẳng có lúc buồn, thương ai rồi cùng đến lúc buồn. Ừ thì anh phải đứng dậy thôi, nhật ký cất đi rồi, thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau. Thời gian đến lúc đầu để nói rằng này chàng trai hãy nhớ cho người con gái cô đơn lắm đây, tại sao không níu lấy để mất đi một người chỉ vì vô tâm. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta vội muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đầu. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước. Hình như sau một lần cãi vã, anh dần dần nhận ra ta không còn thân nhau yêu nhau như lúc ngày xưa. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, đó là người yêu khóc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp nghề dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ coi nỗi buồn lại để anh mà. Có những điều mà anh muốn nói, không kịp đâu đã qua muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ, lại là ước mơ bao người. Là tại anh, nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu chỉ cần như thế, chia tay có khi làm mình lớn lên. Tình yêu như
như món quà. Khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta vội muốn cách xa, là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu chỉ cần như thế, chia tay có khi là mình lớn lên. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai. Từ đầu điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ coi nỗi buồn lại đây. Anh chào Phương, cảm ơn Phương đã dành thời gian để đến với The Mashup của anh. Mình nhận cái chủ đề ở trên tay, mình có hoang mang không? Không hoang mang nhưng không vui lắm ạ. Ủa sao vậy? Dạ em không thích cái chủ đề này. Ủa? Dạ, nó sao á, nó không có liên quan đến mình ấy. Không. Nên sao vậy? Nửa đất nước thì đều đã biết là em bé. Tự nhiên cái là cứ mỗi lần mà những cái chủ đề mà nó quyến rũ, nó tình yêu như thế này, cái mọi người lại nhìn em một cái mắt là đời sao hát ta. Cho nên có lẽ vì vậy là em hay hát những cái bài về hoa, cỏ, quê hương, tình yêu, gia đình. Chủ đề tình nhân, nó sẽ có 3 ca khúc được mashup lại với nhau. Dạ. Theo cái chủ đề này, 2 trong số 3 ca khúc là của một người bạn cũng khá là thân thiết với Phương, Châu Đăng Khoa. Tình nhân ơi. Đúng không? Ba ca khúc là Tình nhân ơi, Nhớ người hay nhớ và Giá ngày đầu đừng nói thương nhau. Cũng khá là thú vị đó. Thú vị nhất là cái người mà hay viết về tình nhân như vậy nè, thì có lẽ còn ế hơn em nữa. Xin lỗi nha Khoa. Khi mà em nghe tên những ca khúc này thì em lại nghĩ là nó có thử thách khác. Khó hay không thì mình cũng không chắc, nhưng mà nó sẽ là những cái quãng mà em không thường hay hát. Nhưng mà em hy vọng là mình sẽ tìm ra cái cách để mà thể hiện nó phù hợp với chất giọng của mình, phù hợp với cái hơi thở của mình. Thì đó sẽ là một cái thử thách rất là thú vị. Về quãng thì anh không lo đâu, tại vì đằng sau ban nhạc không màu của anh thì sẽ lo về cái vấn đề tông để canh. Để cho mình sẽ có những cái quãng nó đẹp nhất. Trong cái khả năng hát của mình. Ái Phương là một cô gái rất là thông minh. Phương hiểu cái thế mạnh và những cái điểm mà Phương hiểu được những cái thế mạnh ở trong giọng hát của mình, cũng như là những cái mà Phương cần phải xử lý cho nó thật là tinh tế. Thì cũng rất là ít những người ca sĩ hiểu rõ được cái giọng hát của mình và đưa ra được những cái cách xử lý như vậy lắm. Cho nên là Cường tin rằng là cái thử thách này đối với Phương nó sẽ không hề khó. Với một cô gái thông minh như Phương, cái mà Cường lo nhất đó chính là cái phần về tiết tấu. Lý do là trước giờ thì Phương ít khi thể hiện những cái ca khúc mà có những cái tiết tấu mạnh. Và những cái sáng tác của Châu Đăng Khoa thì thường là những cái ca khúc khá là sôi nổi và có tiết tấu. Tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa thôi. Ai cũng quen rồi, sao em nhớ. Nhớ người hay nhớ ta, nhớ người hay nhớ ta. Đúng rồi, nhớ hay người quá. Nhớ người ta hay nhớ người ta. Ok đấy. Lại đi rồi, lại rồi, tìm rồi, đó nha. Đang hay. Hai ba. Trách người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước quen câu thề. Trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Okay. Xa ngày đầu đừng nói có thương nhau. Nghe là hợp rồi đó.
gì chuyện của sớm mai, ai của riêng ai chẳng quan trọng. Tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa thôi, ai cũng quên rồi sao em nhớ. Nhớ người hay nhớ ta, nhớ người hay nhớ ta, nhớ người, nhớ người ta hay nhớ người ta. Nhớ người chẳng nhớ ta, nhớ người ta chẳng hay nhớ người, nhớ người chẳng hay nhớ người ta. Trách người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề. Trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Xa ngày đâu đừng nói câu thương nhau, xa ngày đâu trái tim không lôi nhìn, xa ngày đâu không mơ mộng xa xôi. Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Yêu là không, không toan tính gì. Yêu là cho, ta cho hết đi. Nhưng vì sao những toàn dối lừa, những lại toàn nói xót xa. Tình nhân ơi đến đây được không, đến và khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân ơi anh đang ở đâu, làm gì để gặp được nhau. Nhận ra nhau chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn. Tình nhân ơi em đang lạnh cống, ôm chặt em đi được không. Ra ngày đâu không mơ mộng xa xôi, có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Thứ hai là anh dành riêng cho Ái Phương và Ali Hoàng Dương. Yeah. Đây là một cái thử thách chung. Yeah. Các bạn song ca. Mm. Cái từ khóa là xin lỗi đúng không? Xin lỗi thì là xin chắc lỗi. Là mình sẽ hình dung ra được là trong đó sẽ có một cái ca khúc rất là nổi tiếng. Yeah. Nước em xin lỗi đúng xin không? Lỗi của đây anh gửi nhà. Luôn. Yeah, đây là thử thách bài song ca. Nó sẽ không có nhiều cái thử thách về vocal đối với em, nhưng mà có lẽ là cái bài này cái thử thách ở chỗ là làm sao để kể lại câu chuyện mà nó có một cái dấu ấn riêng, bởi vì chị Nguyên Hà đã
truyền tải rất thành công ca khúc này. Thì em nghĩ là mình sẽ phải rất là tiết chế, rất là thư giãn và mình thành thật với cảm xúc của mình khi mà mình nói cái câu xin lỗi. Tại vì mỗi người sẽ có cái cách thổ lộ khác nhau. Anh tin rằng là bài này gọi là nằm trong cái khả năng của em với Ali Hoàng Dương luôn, cho nên là sẽ làm một cái phần song ca rất là tuyệt vời. Thử thách chủ đề là xin lỗi và có ba ca khúc, đó là xin lỗi, sợ yêu và chuyện kia bắt đầu. Quen không, quen không? Thì ba bài em đều từng hát hết. Bây giờ quan trọng là chia làm sao để mà vừa tông nữ mà tông nam mà nó phải hòa quyện được với nhau. Ok, hai chị em sẽ làm việc với nhau về bài này. Okay, là. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị gửi đến khán giả những món quà âm nhạc nha. Dạ. Thank you. Bình yên về nơi nào,
xa xôi chẳng bên bờ. Thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng nợ nhờ với nỗi sầu. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại. Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, lời hát viết ra vì tôi, vì biết nơi xa lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà, lời hát viết ra vì tôi, viết ra vì tôi, vì biết nơi xa lệ rơi. Như cành hoa đã thoái hoa màu mà ta giữ lại cho nhau. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được lắng nghe liên tục 3 bản mashup liền với sự thể hiện của ca sĩ Ái Phương và Ali Hoàng Dương. Bài nào nghe cũng hay cả, nhưng mà trong 3 ca khúc, trong 3 cái bản mashup vừa rồi á, thì chị Phương và Ali thấy được rằng là mình có cái sự đồng điệu, liên kết và yêu thích nhất bản mashup nào nhất? Phương sẽ không muốn chọn đâu. Phương đang... trong một cảm xúc như thế này, mọi người có nhớ là trong Tết mình rất hay hát karaoke không? Dạ. Và mình thấy nhạc buồn nhiều lắm. Đó cũng là một trong những ký ức rất là đáng nhớ của Ái Phương. Thì hiện tại nếu mà để là Phương chọn một ca khúc nào đó trong cái chương trình mashup, hoặc là trong những cái bài mà Phương vừa thể hiện vừa rồi, Phương không muốn chọn luôn á. Tại vì Phương muốn là mình có thể thể hiện được càng nhiều những cái sự kết hợp đó càng tốt. Bởi vì nó làm cho Phương cảm giác giống như là mình đang... thư giãn, mình đang không phải là làm công việc mà là mình đang chơi với âm nhạc. Và trong âm nhạc, khi mà mình chơi với âm nhạc thì nó có nhiều cái sự sáng tạo. Và khi mà những cái bài hát nó có những cái chất liệu mà có thể kết hợp với nhau á, nó làm cho người ta cảm thấy wow, thật là hợp lý. Và nó là những cái mảnh mà mình không nghĩ tới, nhưng nó lại kết hợp thành một bức tranh mà nó mang cho mình cảm giác vừa quen nhưng vừa mới mẻ và thú vị. Và thực sự là Phương tận hưởng từng giây phút khi mà thể hiện những ca khúc vừa rồi luôn, cho nên là khó chọn lắm. Dạ, rất là hay luôn. Còn Ali thì sao? Theo như em nghĩ là mỗi một mashup nó đều là một câu chuyện. Và một câu chuyện được thiết kế rất là riêng bởi anh Cường và ban nhạc Không Màu, để mang lại cho em một cái cảm giác mình không có bị chán. Mình không có bị chán khi mà mình thể hiện những bài hát này. Thì em nghĩ là khán giả cũng vậy, khi mà họ nghe thì họ sẽ thấy là những cái ca khúc tưởng chừng như đã quá quen thuộc và mọi người nghe đi nghe lại rất là nhiều, và có thể là họ đã cất tủ luôn rồi, nhưng mà bây giờ được xào nấu lại, được làm lại thêm một cái phiên bản mashup rất là thú vị, thì em nghĩ nó là một cái điều mà khán giả khi nghe họ sẽ cảm nhận được. Dạ, cảm ơn chị Ái Phương, cảm ơn Ali rất là nhiều. Bởi vì mục đích của chương trình The Mashup bạn Nguyễn Minh Cường đó chính là muốn tôn vinh những bản nhạc đã trở thành hit, đã rất quen thuộc đối với tất cả quý vị khán giả rồi. Ai cũng đã nghe đi nghe lại những cái ca khúc đấy, có thể là đến hàng trăm lần luôn. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta kết hợp lại để mang một cái làn gió mới, để mang một cái không gian âm nhạc có thể là khác lạ hơn so với mọi ngày, để giúp cho tất cả các quý vị khán giả khi đã yêu thích ca khúc này rồi thì còn yêu hơn nữa. Và thậm chí là chúng ta cũng dành thêm được những cái khoảng thời gian, giống như chị Phương vừa chia sẻ, trong những cái ngày Tết hoặc là trong những cái ngày nghỉ của mình, để có thể được vỗ về và xoa dịu tâm hồn bởi âm nhạc và bởi sự thể hiện rất là dạt dào cảm xúc và vô cùng xuất sắc như là Ái Phương và Ali Hoàng Dương. Rất là cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ban nhạc Không Màu vì đã mang đến những cái bản phối khí rất là mới, để giúp cho tất cả những ca khúc ấy khi mà hòa quyện lại với nhau thì nó sẽ giúp cho tất cả những người nghe cảm thấy rằng là à, rõ ràng không phải là bài hit chỉ có một, mà khi tất cả những bài hit được kết hợp với nhau, nó vẫn tạo ra được một cái sản phẩm, một cái tác phẩm âm nhạc đi vào lòng người. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là trước khi chúng ta gửi lời chào tạm biệt đến với tất cả các khán giả, thì Ali hay là chị Ái Phương có một món quà âm nhạc nào đó để dành tặng cho mọi người không? Ây da,
áp lực. Dạ, thật ra hôm nay là lễ tình nhân, nhưng mà em cũng nhận được một bài toán rất là khó. Đó chính là phải hát một cái gì đó mà người đang yêu cũng cảm nhận được, mà người không yêu cũng cảm nhận được. Thì thế là em với em cũng có ngồi nói chuyện với anh Cường là lâu quá rồi em cũng không có nhắc hát nhạc của anh Cường, thì anh Cường cũng chấp tay vô viết một cái bài mà nghe nó cũng hơi ngược đời xíu. Dạ, xin mọi người cùng thưởng thức món quà này trong ngày lễ tình nhân, mà em nghĩ là nó sẽ là một góc nhìn rất là thú vị. Yêu cũng yêu thì đau, không yêu thì đau. Wow, trời, nghe một cái thôi yên cảm giác có một cái tiếng gì đó thì trong trái tim nên yêu không. Đúng. Bây giờ không yêu cũng đau, mà yêu cũng đau. Rồi giờ sao? Sao chúng ta thôi phải nghe chọn? Nghe xong đi rồi. Ok. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của Ali Hoàng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường dành tặng cho tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ có những số The Mashup tiếp theo nữa mỗi tháng trên kênh YouTube chính thức của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Xin chào tạm biệt. Trên tay rung rơi từng cánh hoa theo nỗi lòng, lá rạc rỡ theo mưa cuốn trôi cơn mơ hy vọng. Nhận một lời chia tay vào ngày vết xước trong con tim này, có ai hay ai sầu ai khóc mặc ai cay. Đôi dòng nước mắt cứ tuôn, tâm hồn này cứ vỡ vụn, nỗi buồn này cứ vẫn vương. Giờ đôi ngã đôi đường, còn gì để nhớ thương. Yêu thì đau, không yêu thì đau, muốn yêu đậm sâu nhưng chẳng có phép màu. Yêu càng lâu càng đau về sau, ai yêu nhiều hơn mời thấu. Xin lỗi cho những tháng ngày, xin lỗi cho trái tim này. Có ai biết đổi lấy bình yên giữa khoảng trời riêng, chẳng còn chút ưu phiền cho ngày mưa. Thôi không còn đến và thôi không còn nhớ tên, nhưng sao chẳng hề quên. Hay là chẳng muốn quên. Chia tay vào ngày vết xước trong con tim này, có ai hay ai sầu ai khóc mặc ai cay. Đôi dòng nước mắt cứ tuôn, tâm hồn này cứ vỡ vụn, nỗi buồn này cứ vẫn vương. Giờ đôi ngã đôi đường, chẳng có phép màu. Yêu càng lâu càng đau về sau, ai yêu nhiều hơn mời thấu. Xin lỗi cho những tháng ngày, xin lỗi cho trái tim này. Có ai biết đổi lấy bình yên giữa khoảng trời riêng, chẳng còn chút ưu phiền cho ngày mưa. Thôi không còn đến và thôi không còn nhớ tên, nhưng sao chẳng hề
chẳng muốn quên. Nhìn dòng hoa bay nhẹ theo gió lay ra bàn tay ấy, chuyện tình đôi ta giờ đã đổi thay. Đành ôm nỗi nhớ thương vơi đầy, giọt nước mắt vẫn nỗi đắng cay. Chẳng còn chút ưu phiền cho ngày mưa, thôi không còn đến và thôi không còn nhớ tên. Nhưng sao chẳng thể quên, hay là chẳng muốn quên. Hay là chẳng muốn quên. Tình yêu như món quà